Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam. Sau đây là những thông tin chính trong chương trình. Thưa quý vị, để phát huy truyền thống hiếu học, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng tới việc khuyến học, khuyến tài. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đến nay phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập ở xã đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Được biết, Hội khuyến học xã Xuân Lũng hiện có 16 chi hội, 21 ban khuyến học, thu hút 1.353 hội viên tham gia. Hội khuyến học xã còn gửi thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, đặc biệt là con em xa quê tích cực tham gia ủng hộ quỹ khuyến học của địa phương. Năm 2021-2022, hội đã vận động được hơn 75 triệu đồng, tổ chức trao thưởng kịp thời cho học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp, trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi để góp phần động viên và phát huy tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên của con cháu. Không những thế, để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển, những năm qua, hội đã chỉ đạo các chi hội, ban khuyến học các dòng họ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, tạo động lực để mỗi người tiếp tục nỗ lực, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Mới đây, hội triển khai bộ tiêu chí công nhận các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các chi hội và hội viên trong xã. Nhiều mô hình có cách làm hay, sáng tạo trong việc vận động phong trào khuyến học. Trong tương lai, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động. Qua đó, tạo động lực xây dựng xã hội học tập, đem lại niềm tin cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Thưa quý vị, vừa qua Hội khuyến học huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học giai đoạn 2020-2022. Theo đó, hiện nay toàn huyện Nhà Bè đã có 14 cơ sở hội khuyến học, 86 chi hội trực thuộc xã, thị trấn, có 416 tổ khuyến học với hơn 28.000 hội viên. Qua 3 năm thực hiện chương trình nuôi heo đất khuyến học, toàn huyện đã huy động nuôi được hơn 13.000 heo đất, với tổng số tiền hơn 23,7 tỷ đồng. Từ đó, các cấp hội đã trích quỹ trao học bổng cho các em học sinh hơn 4,4 tỷ đồng. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trong năm 2023, Hội khuyến học huyện tiếp tục giáo dục ý thức tiết kiệm làm theo lời Bác, thực hiện có nền nếp chương trình, tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học trong từng gia đình, từng hội viên khuyến học để chăm lo cho con em trong gia đình được học hành, tạo nên hiệu quả thiết thực cho việc xây dựng quỹ khuyến học ở tại gia đình và cho các cơ sở hội. Cũng trong dịp này, Hội khuyến học huyện Nhà Bè đã tuyên dương khen thưởng cho 27 tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học giai đoạn 2020-2022. Ngày 15 tháng 10, Hội khuyến học quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội doanh nghiệp quận tổ chức chương trình trao học bổng khuyến học, khuyến tài và giao lưu câu lạc bộ khuyến học, khuyến tài với chủ đề Thành công từ chia sẻ. Tại hội nghị, Hội khuyến học quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã trao 40 suất học bổng khuyến học, khuyến tài năm 2022-2023 cho sinh viên cao đẳng, đại học và tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, mỗi em học sinh, sinh viên còn được nhận thêm một phần quà do Hội doanh nghiệp quận tặng. Mỗi phần quà được trao cho các em trị giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Qua chương trình giao lưu khuyến học, các đại biểu có dịp giao lưu, hiểu rõ hơn về tâm tư, hoàn cảnh và sự nỗ lực vươn lên của sinh viên câu lạc bộ khuyến học, khuyến tài, các phường trong học tập. Đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn được chính quyền địa phương, hội khuyến học quận, phường quan tâm và các mạnh thường quân chăm lo học bổng. Nguồn hỗ trợ này đã giúp các em giảm bớt một khoản chi phí trang trải cho việc học tập. Đây cũng là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, giúp các em có thêm động lực tiếp tục đến trường, chuyên sâu vào việc học. Đồng thời, các thành viên của câu lạc bộ cũng chia sẻ cần nỗ lực nhiều hơn, không chỉ nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn mà còn phải rèn luyện các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể để tự tin, thành công trong quá trình lập thân, lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo, từ đó giúp đỡ lại những hoàn cảnh kém may mắn và khó khăn như mình. Cùng với việc chuyển đổi số ngày càng phát triển, Hội khuyến học quận Bình Thạnh đề nghị các đơn vị cần tạo nhóm trên các nền tảng xã hội để duy trì liên lạc, nắm bắt được hoàn cảnh của các em học sinh, kịp thời động viên, khích lệ các em kiên trì phấn đấu trên con đường trí thức. Chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!